Loan, 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 mày biết tin gì chưa? Sao giờ mày còn ở đây? Mày từ từ coi mày làm gì hớt hớn hải vậy? Thì ông Thịnh bồ mày á, ông lấy vợ kìa. Mày điên vừa thôi mày ơi, anh Thịnh nhà tao làm gì mà lấy vợ? Trời ơi, tao nói láo mày làm gì? Nãy tao thấy vợ chồng ổng đi mời thiệp kìa. Tao mượn người ta cái thiệp tao chụp nè, mày coi đi. Tên ổng đúng không? Địa chỉ nhà ổng đúng không? Tao nói mày rồi, cái thằng cha đó không đáng tin tưởng đâu. Vợ bầu bì như vậy nè, nó bỏ mày khổ thân chưa? Loan, sao vậy? Loan, Loan, mày đừng làm tao sợ nha. Loan, có ai không? Có ai không? Cứu mày tôi với. Loan, Loan, mày tỉnh rồi hả? Mày thấy trong người sao rồi? Mày làm tao lo muốn chết luôn á. Bác sĩ ơi, bạn tôi bị sao vậy bác sĩ? Cô ấy không sao đâu, chỉ là bị sốc quá cho nên ngất xỉu thôi. Dạ, em cảm ơn bác sĩ. Dạ bác sĩ ơi, cho tôi hỏi con tôi có sao không bác sĩ? À, lúc nãy tôi kiểm tra thai nhi thì phát hiện em bé bị tim bẩm sinh, cho nên khi em bé ra đời cần phải phẫu thuật gấp. Cái gì? Bị tim bẩm sinh hả bác sĩ? Bình tĩnh đi. Phẫu thôi. Bác sĩ ơi, phẫu thuật cần bao nhiêu tiền bác sĩ? Cô cần phải chuẩn bị một số tiền rất lớn. Số tiền lớn? Chị ơi, mày bình tĩnh lại coi. Sao mà số mày khổ vậy này Loan? Chị ơi chị, bây giờ tao phải làm sao để có tiền cứu con tao bây giờ chị? Tao cũng không biết phải giúp mày cách nào nữa. Tao có cách vậy nè. Hay là mày tìm ba đứa bé đi. Dù gì nó cũng là con anh ta mà đúng không? Nhà anh ta giàu nữa, không lẽ không cứu cháu? Nhưng bây giờ tao cũng hết cách rồi. Tao sẽ đi tìm anh ấy. Mày bình tĩnh đi. Bác ơi bác, bác cứu con của con đi bác. Sao cô lại đây nữa? Cô với thằng Thịnh chia tay rồi, cô đừng có đến nhà tôi làm phiền nữa. Gia đình tôi á là gia đình gia giáo, không có cái thứ dâu mà có bầu trước như vậy. Cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Bác ơi bác, con xin bác á, bây giờ con của con á bị bệnh tim bẩm sinh, nên bác làm ơn rộng lòng bác cứu con đi. Dù sao nó cũng là cháu nội của bác mà bác. Nhà tôi không có cái thứ cháu này nha, cô đừng có mơ. Đi. Bác ơi, con xin bác mà bác. Ủa có chuyện gì ồn ào vậy mà? Anh Thịnh ơi, con của mình bị bệnh tim bẩm sinh á anh. Bây giờ bác sĩ nói là phải cần một số tiền lớn để giả phẫu cho con khi mà con sinh ra. Anh ơi, cảm ơn anh cứu con mình đi anh. Buông ra coi. Cứu cái gì mà cứu? Cái đó là chuyện của cô. Cô ngu thì cô ráng cô chịu, em biểu để có bầu. Bây giờ tới đây làm gì? Đi về đi. Cô nghe rõ chưa? Bây giờ cô đi ra khỏi nhà tôi đi. Thằng Thịnh nó sắp lấy vợ rồi, cô đừng có tới làm phiền nó nữa. Anh Thịnh ơi, bây giờ anh có lấy ai cũng được đó. Em chỉ cầu xin anh cứu con em thôi. Anh có muốn hả? Em làm cái gì em cũng chấp nhận á. Em thề, em thề, em... Thôi, im. Anh Thịnh! Đi ra! Anh Thịnh! Bác ơi, bác ơi, bác cứu con đi bác. Không có gì nữa đâu, bác ơi, bác nhập đi. Bác ơi! Ráng nha con. Mẹ con mình cùng cố gắng nha con. Sao chưa chịu về nữa? Cô lì lợm quá vậy? Mẹ cứu con đúng không mẹ? Không. Nè, bỏ cái tay ra coi. Làm gì vậy? Anh Thịnh. Đi về đi. Con đi lên đi. Xuống đây làm cái gì? Nó quyện lát nó có mệt quá nó cũng đi về à. Thì trời mưa xuống có đưa kéo khóa, có gì đâu mẹ. Đừng có nói với mẹ là con còn thương nó nghe. Mệt mày ghê luôn. Thời đó giờ có thương đâu mà nói thương với không thương cái gì. Bây giờ nè, trời đang mưa, cô ta đi ra ngoài ướt mưa mà lỡ xỉu ngoài trước nhà mình, bà con dòm vô có phải gì nghĩ rồi nói bàn tán nhà mình không? Con là lo nhà mình thôi.
Thương yêu gì cái loại này. Đi hết đi về đi. Anh đi. Đi đi. Anh đã. Bây giờ trời mưa lớn như vậy, mình mà về là con sẽ bệnh, nên mình không thể nào gục ngã vào lúc này được. Của mẹ quá, con chưa kịp sinh ra thì đã mang bệnh rồi, còn bị ba con hất hủi nữa. À, mà con cứ yên tâm đi nha, mẹ hứa mẹ sẽ tìm đủ mọi cách để cứu con nha. Con chờ mẹ nha. Thương em và con lắm, nhưng mà anh phải giả bộ như vậy vì mẹ anh cấm cản. Nếu anh còn cố chấp ở bên em thì mẹ anh sẽ ngắt đường kinh doanh của anh. Thì hai đứa mình biết sống làm sao? Nhớ lại mẹ anh bị bệnh tim, anh mà chống đối thì bà sẽ không chịu nổi, bà chỉ còn mình anh là người thân thôi. Mẹ đã nói rồi, mẹ không chấp nhận nó làm dâu nhà mẹ. Làm dâu nhà này á phải môn đăng hộ đối. Con coi đó, đã vậy nó còn ăn cơm trước kẻng nữa. Nhưng mà con chỉ yêu của mình Loan thôi, con cũng chỉ muốn lấy Loan làm vợ. Nếu mà mẹ không chấp nhận, con dọn ra ngoài con ở. Con cứ đi đi, thử coi sống được bao lâu. Mẹ nói cho con biết, mẹ sẽ không cho con làm ở công ty nữa, để coi con lấy cái gì mà nuôi nó. Con không cần đâu, con tự kiếm việc khác nuôi vợ con. Con Thịnh, Thịnh. Mẹ có sao mẹ? Mẹ ơi. Anh biết là mẹ anh sẽ cho người theo dõi em, nên anh cố tình nhờ bạn thân của em nói với em như vậy, để mẹ anh không nghi ngờ nữa. Em sẽ dứt khoát với anh, nhờ vậy mà anh mới gửi tiền chu cấp hàng tháng cho em được thông qua bạn em. Nhưng mà điều anh không ngờ là con mình lại bị bệnh như vậy. Em cầm số tiền gửi cho con, giờ đợi anh thêm thời gian nữa, anh sẽ tự chủ được kinh tế. Và anh sẽ khuyên nhủ mẹ anh sẽ về đón hai mẹ con. Thời gian này em ráng chịu khổ một xíu nha. Thương em. Mẹ trách nhầm ba con rồi. Con được cứu rồi con. Giỏi quá. Suri. Ba. Này. Anh về rồi hả? Thôi để em dọn cơm cho anh ăn ha. Wow. Giỏi quá ta. Chà. Sao đứng đây hả? Đi ra kia nói chuyện. Đi về đây. Tôi đã dặn ông bao nhiêu lần rồi hả? Có mang cơm tới đừng có đứng trước cửa công ty. Ông nhìn bộ dạng ông đi, nhếch nhác. Tôi không muốn người ta nhìn thấy ông, biết ông là ba tôi. Ba quên, ba già rồi, ba đản trí mà con. Trời ơi, quên tới quên lui hoài à. Tập trung cho kỹ vô giùm tôi cái. Ông có làm gì đâu, ông ở không tôi nuôi ông mà.
có một việc đây mà cũng quên tới quên tôi là sao hả? Ba biết rồi, làm sao ba cố nhớ. Đi về đi. Con ăn cơm mà. Được rồi, đi về đi. Ê, giám đốc này, giám đốc này. Mặt nó ngần ngần cái ghét chứ. Có làm được cái mẹ đâu, cũng lên được giám đốc. Nó nhỏ nhỏ hơn mày. Không, nói phải nói cho đúng. Mình nói mình phải công bằng. Tuy là nó không làm được cái gì, nhưng mà ông già nó tổng giám đốc, nó không làm giám đốc chứ nó làm cái gì mày. Thì mày nói cũng đúng. Ở đời là hơn nhau là cái gia thế thôi. Nó là con ông cháu cha. Cho nên bây giờ nó có ngu cái nào á thì nó không làm lớn được thôi. Sáng thấp. Hôm mày nói tao nghe sặc cái mùi gato của chồng. Mày dù gì cũng được ba mày mua cho một căn nhà chung cư. Đó, đừng có nói chuyện giả thế đây, đúng không? Thì nãy giờ tao nói giỡn mà. Tao cũng nhờ gia đình cả thôi. Chứ giờ đời nhân viên làm công ăn lương bao giờ cũng khá nổi. Đúng không? Tao hả? Hôm giờ tao cũng mất mất mớ mới được ngày hôm nay mày. À. Thôi, An. Hả? Ba mày làm nghề gì mà sao tao thấy không bao giờ mày nhắc tới ba mày hết vậy? À, đúng rồi. Rồi tự nhiên hỏi làm gì trời? Thằng ngộ hả? Anh em người ta hỏi quan tâm, hỏi thăm nhau. Thì ông già tao mở quán cơm thôi. Đúng thiệt ha. Hàng gì, ngày nào ông thấy xách cho mình cơm. Đúng rồi. À, mày thấy không? Lấy thằng An là ví dụ mà. Thằng An nó làm việc rất là giỏi. Nhưng mà thấy đó, mấy năm nay có được lên chức gì đâu. Là do không có gia thế, không có người chung lưng. Cái đó tao không còn biết thôi, nó lắm. Ăn cơm mày. Thôi ăn đi, ăn đi. Quá. Dạ. Bữa nay ông nói ăn kiểu gì vậy? Mặn chát. Tôi không ăn được miếng nào luôn đó. Ba nhớ là ba nuôi vừa miệng rồi mà con. Vừa miệng hả? Ông ăn đi, nè ông ăn đi. Ba xin lỗi. Tôi nói cho ông biết nè. Bạn bè đồng nghiệp của tôi đó, cha mẹ tụi nó giàu lắm. Tụi nó làm cái gì cũng thuận lợi cả. Còn bản thân tôi nè, tôi chật vật. Là tại vì tôi nuôi ông đó. Tôi làm mấy năm nay có khá lên được đâu. Bây giờ tới bữa ăn cũng không ăn được nữa là sao hả? Sao số tôi khổ vậy? Ba đâu có muốn như vậy đâu. Con đừng có nặng lời với ba nữa. Chứ bây giờ ông muốn tôi phải nói sao hả? Người ta xét hồ sơ đó, thấy tôi còn người cha đơn độc bệnh tật nên người ta mới bác bỏ hồ sơ của tôi. Chứ không hả, tôi đã qua Nhật theo công ty đó đi làm rồi. Ông hủy hoại sự nghiệp của tôi đó, ông biết không? Ba hứa sẽ nấu đàng hoàng. Con đừng giận ba nữa nha. Hai muỗng canh bột nêm. Bây giờ bỏ vô hai muỗng canh. Mình bỏ chưa ta? Trời ơi, bản thân tôi nè, tôi chật vật là tại vì tôi nuôi ông đó. Chứ không, tôi đã qua Nhật theo công ty đó đi làm. Trời ơi là trời, tôi là một người vô dụng mà. Sao vậy? Chỉ có việc nấu cơm cho con tôi thôi mà tôi làm cũng không xong nữa.
Tôi chỉ là một thằng ăn bám con thôi. Tôi không giúp được gì cho nó hết, chỉ là gánh nặng cho nó thôi. Không được, hay là đi chết cho rồi. Không được, không được. Mình mới chết rồi á, thì ai lo cho thằng An? Không được, mình phải sống, phải lo cho nó chứ. Ê, lão già kia cứ ôm khư khư cái túi trong người kìa. Chắc có gì đó quan trọng lắm mày. Mày nói đúng đó, chết. Đưa túi sách em vậy? Đưa đi. Cái người lại gì vậy? Không lấy đồ tôi. Không được tôi hả? Lập chút bèo đi. Bây giờ tôi hỏng lần cố có đưa cái túi sách không vậy? Tôi chết tôi cũng không đưa đâu. Má ông già em này liền quá. Của con tôi. Người tới kìa. Cái ông già lề mề này gần hết giờ nghỉ trưa ở công ty rồi, cả tiếng đồng hồ rồi chưa đem cơm tới. Ông mà lên tới đây ông biết tay tôi. Đi đi, lẹ 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 lẹ. Chị nghe nói lần trước ông già ông bị té, bị cướp gì á, mình chạy lên mình coi. Đi lẹ. Ông ơi, ông có sao không vậy? Đừng mà, đừng lấy đồ của con tôi. Đây nè, để tôi đưa ông lên công an báo cho người ta biết. Tôi không có nhớ gì hết á, đừng lấy đồ của con tôi. Không ai lấy cái gì của ông hết á. Bây giờ á, ông có nhớ ông tên gì không? Ông có nhớ số điện thoại của người nhà không? Ông đi với tôi, đi lên công an đi. Chứ ở đây không có được đâu. Không, tôi không đi đâu hết á. Ba, nè, cơm của con đó, người ta đòi lấy mà ba không có cho. Con ăn đi, ăn đi, đi làm kẹo trễ giờ rồi, đi đi. Ba bị sao vậy ba? Ổng á, giữ cái hộp cơm cho cậu khư khư luôn, nên bị người ta đánh á. Ăn đi, ăn cơm đi. Dạ. Ba, vì bữa ăn của con mà ba mới ra nông nổi như vậy. Vậy mà con đối xử tệ bạc với ba quá. Con bất hiếu với ba quá. Không sao đâu, ba thương An nhiều lắm. Ba lo cho An mà. Không sao hết á. Ba không sao đâu. Dạ. À, con hứa là con sẽ không đối xử tệ bạc với ba đâu. Con sẽ quan tâm chăm sóc ba, rồi con sẽ chữa bệnh cho ba nha ba. Thôi thôi, lo mà đưa ổng đi bệnh viện coi có sao không. Dạ. Mau đi. Dạ, dạ ba, ba đứng lên nha ba. Trời ơi mẹ ơi, mẹ nấu cái gì vậy mẹ? Mẹ nấu cái gì mà hôi quá trời hôi, ai mà ăn được? Ở dưới quê mẹ cũng nấu như vậy nè, đâu có hôi cái gì đâu con. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, mấy cái món quê mùa như vậy á, con không có ăn đâu. Đâu đâu, để mẹ con. Cái người mẹ có cái mùi gì mà hôi quá vậy mẹ? À, chắc hồi nãy á, mẹ làm mấy cái tôm này nè, nó còn bám lên người mẹ. Thôi, thôi thôi thôi, mẹ tránh ra đi. Trời ơi, hôi quá. Chị, sao em ăn nói với mẹ như vậy? Thì tại mẹ á, người lúc nào cũng có mùi chứ bộ. Với lại á, sáng em kiểm tra em có thai rồi nên em bị ngén, nên em khó chịu. Em có gì? Em có thai hả? Mẹ, con có con rồi kìa mẹ. Con có thai rồi hả? Dạ. Mẹ mừng quá, vậy là mẹ có cháu ẩm bọng rồi. Mẹ vui, chồng con vui là được rồi. Mà chồng ơi, sao? Mấy món này á, vợ không có ăn được đâu. Hay là chồng ra đầu hẻm mua bún thái cho vợ nha. Rồi ok, bún thái nha. Rồi, tốt cho thai nhi.
Anh đi liền. Mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi, con có chuyện muốn nói với mẹ. Có chuyện gì vậy con? Thì mẹ cứ ngồi xuống đi. Ừ thì bây giờ con có thai rồi. Với lại người mẹ lúc nào cũng có mùi cơ thể hết á. Nói chung là con khó chịu lắm, con ốm ngán. Mà mẹ biết rồi đó, con cứ nhăn nhó suốt ngày như vậy nè thì đâu có tốt cho thai nhi đâu. Coi như mẹ thương con, thương cháu của mẹ đi. Mẹ về quê ở đi. Cho mẹ ở đây nha, mẹ sẽ tránh xa con, mẹ không có đến gần con đâu. Đâu được đâu mẹ, giờ những cái nơi mẹ đi tới xong rồi con tới rồi nó nghe mùi, nói chung là con khó chịu lắm. Mẹ, bộ mẹ không thương cháu mẹ hay sao? Thôi mẹ biết rồi. Ai, có rồi, có bụng thái rồi. Nè, bụng thái này ít cay nha. Cay là không có tốt cho thai nhi. Cảm ơn ông xã nha. An ơi. Dạ. Chú Tư còn mới kêu mẹ về quê, có việc. Ủa, có việc gì mà gấp quá vậy mẹ? Thì để mẹ về dưới ký giấy tờ bán đất xong rồi mẹ chạy lên đây liền. Nhưng mà vợ con bây giờ đang bầu bì mà. Thôi, không sao đâu anh, em tự lo được. Mẹ có công việc mà, để cho mẹ về quê đi. Mẹ sắp xếp xong là mẹ lên liền. Dạ, vậy có gì xíu nữa con điện thoại gọi nhà xe nha. Dạ. Thôi mẹ đi về quê nha, con nhớ giữ gìn sức khỏe. Mẹ đi là tôi khỏe rồi. Thôi mẹ đi lẹ lẹ đi. Ê, ê, bà, nhà con đóng cửa nè, làm nữa. Mẹ anh lại, mà vô nhà tôi vậy? Tiền vàng đâu đưa đây, không là đâm mày chết. Mày là bậy, tôi la lên đó. Mày la đi, mày thử la đi. Tụi tao chỉ cần tiền với vàng thôi. Khôn hồn á thì đưa đây, còn mày chống cự á, biết. Mấy anh thả tôi ra, tôi mới đi lấy cho mấy anh được chứ. Mày tự tao ngu. Dẫn tôi mày lấy, đây là đâu? Trên đầu á. Giật mặt tao hả? Chống đối. Xong, cả đâu mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ, mẹ ơi, có sao không mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi mẹ, mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ. Mẹ thấy trong người sao rồi mẹ? Mẹ không sao rồi. Mẹ ơi, con thấy mẹ tỉnh đó, con vui quá à. Nhưng mà sáng con thấy mẹ về quê rồi mà, sao mẹ lại quay lại? À, chết rồi. Bởi vậy hồi nãy tôi nhớ tôi để ở ngoài mà tại sao bây giờ bỏ vô cái giỏ này rồi? Phải quay lại nhà chứ, để tới hồ đó xanh không có để mà xài nữa. Khổ ghê vậy đó. Cho con nha mẹ. Con là con dâu á mà con hỗn hào với mẹ. Thật ra con không có bầu gì hết á, mà con cố tình dựng chuyện lên để con đuổi mẹ về quê á. Vậy mà mẹ thương con, mẹ hy sinh cho con như vậy. Mẹ ơi, con thật sự hối lỗi rồi. Mẹ tha lỗi cho con nha mẹ.
nha mẹ. Mẹ đừng có giận con nha. Mẹ, nãy giờ chị cũng đã thú tội với con rồi và kể hết toàn bộ câu chuyện. Bản thân con cũng giận Chi lắm, nhưng mà con thấy Chi thành tâm hối lỗi, với lại Chi có hứa là sẽ thay đổi. Mẹ bỏ qua cho Chi nha mẹ. Mẹ không có giận con đâu, mẹ coi con như con gái của mẹ. Dạ con cảm ơn mẹ. Con hứa là từ nay con sẽ phụng dưỡng mẹ, con sẽ yêu thương mẹ. Em cảm ơn anh.